Hồng Dương Si biết tiến trình phim của Nhật Ba, Triệu Lộ Tư dẫm đạp Ngô Lỗi, Bạch Lộc bị cô lập. Đối với những người yêu thích xem tin tức hoàng hữu thì hầu như họ sẽ đều chú ý đến hàng loạt tin dưa, tin đồn xung quanh các ngôi sao và bộ phim do các blogger tung ra. Mặc dù đã đều là những tin tức chưa xác nhận, nhưng vẫn được dân mạng từ Trung sang Việt chú ý, thậm chí còn trở thành chủ đề bàn tán trên các diễn đàn. Vậy hãy cùng chúng tôi xem những ngày gần đây trong showbiz hoa ngữ có tin dưa gì được quan tâm nhiều nhất nhé. Cùng Lợi, Phạm Băng Băng và Lý Băng Băng thực sự không có con. Cùng Lợi và Lý Băng Băng là điển hình cho những nữ diễn viên tập trung vào sự nghiệp. Nhìn vào những tác phẩm thì có thể thấy họ nghiêm túc như thế nào với nghiệp diễn rồi đấy. Tâm sự nghiệp của Cùng Lợi và Lý Băng Băng rất lớn, thậm chí còn vượt qua cả gia đình lẫn con cái. Bên cạnh đó, đường tình duyên của cả hai đều rất trắc trở. Đây cũng là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến quan niệm kết hôn và sinh con của họ. So với Cùng Lợi và Lý Băng Băng thì Phạm Băng Băng bị đồn là có con ngoài giá thú hoặc là mang thai nhiều nhất. Thật ra thì Phạm Băng Băng chưa từng sinh con, có những lần bị đồn mang thai là do phía cô ấy chủ động sao tác tạo nhiệt. Có khi là do người ta suy đoán chỉ vì cô ấy tăng cân quá nhiều. Nếu như năm xưa Phạm Băng Băng không xảy ra chuyện thì có lẽ cô ấy đã kết hôn với Lý Thần và sinh con rồi. Dù sao thì cô ấy cũng thực sự từng rất thích Lý Thần. Bạch Lộc bị các thành viên khác trong Running Man cô lập. Tình hình của Bạch Lộc rất tốt nên cô ấy có thể nhanh chóng hòa nhập với gia đình Running Man và còn chơi hết mình. Nếu không thì Show đã không để cô ấy làm khách mời thường trú. Những thành viên khác trong Running Man không hề cô lập Bạch Lộc. Họ sống với nhau rất hòa thuận và không có xung đột gì cả. Bạch Lộc còn cùng Angela Baby thành bạn tốt và cô ấy rất thích đàn chị. Cuối tháng này Running Man sẽ có ghi hình lớn kéo dài trong nhiều ngày. Vì còn bận quay phim nữa nên chắc Bạch Lộc sẽ không thể xuất hiện từ đầu đến cuối được. Phan Tiêu Chiến thích Nhậm Mẫn. Đóng ngọc cốt sao, Nhậm Mẫn gây tranh cãi về việc lồng tiếng, nhưng Phan Tiêu Chiến lại đứng ra bảo vệ cô ấy. Nhiều người cảm thấy thắc mắc, tự hỏi vì sao hai nhà hòa hợp quá trời, chẳng phải lúc đầu còn chiến tranh tùm lum hay sao? Thật ra Phan Tiêu Chiến bảo vệ Nhậm Mẫn không phải vì họ thích cô ấy, mà là vì bộ ngọc cốt sao mà cô ấy đóng chung với idol nhà mình thôi. Phan Tiêu Chiến từng phải nhận trái đắng vì đi chiến tranh, nên lần này họ tự nhắc nhở bản thân sẽ không gây ra rắc rối gì cho ngọc cốt sao. Nhưng đừng thấy Phan Tiêu Chiến lúc này đang bảo vệ bạn diễn của idol như vậy, nhưng một khi phim đã chiếu xong thì mọi thứ cũng sẽ dừng lại. Đã đến lúc này, những ân oán với Nhậm Mẫn sẽ bùng phát và sẽ xảy ra phản của thôi. Triệu Lộ Tư dẫm đạp Ngô Lỗi. Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đã bắt đầu quá trình đi tuyên truyền cho phim mới Tinh Hàn Sản Lạn. Đoàn đội hai bên cũng đặt thỏa thuận hợp tác thân thiện, khả năng cao trong tương lai sẽ sao tác couple. Ngô Lỗi không phản đối việc sao tác couple với bạn diễn nữ và cũng không quan trọng về việc bản thân bị biến thành nền cho người khác. Nhưng gần đây thì đoàn đội Triệu Lộ Tư bắt đầu tác oai tác quái, còn phát rất nhiều thông cáo nói Tinh Hàn Sản Lạn là phim đại nữ chủ, ý muốn khẳng định Ngô Lỗi chỉ là lá xanh trong phim mà thôi. Đối với hành động từ phía Triệu Lộ Tư thì đoàn đội Ngô Lỗi không có ý kiến gì cả. Thậm chí anh ấy còn luôn quan niệm địa vị của nghệ sĩ không phải do dựa vào tiếp thị mang lại. Những sao nữ cứ thích tiếp thị nhất phiên, rồi đại nữ chủ cũng chẳng ảnh hưởng gì tới Ngô Lỗi cả. Chỉ cần phim hot, anh ấy được công nhận, kiếm được lợi thì đã đủ rồi. Chỉ có điều đối với những sao nam muốn dẫm đạp Ngô Lỗi thì lại khác. Ngô Lỗi thật rất phản cảm khi có sao nam nào đó muốn áp chế rồi áp phiền anh ấy. Sự nghiệp của Hứa Khải đang thăng tiến và anh ấy có thể coi như là đứng nửa top trong nửa 90 năm. Hiện tại thì anh ấy vẫn muốn tập trung cho màn ảnh nhỏ. Bộ phim An Lạc Chuyện của Cung Tuấn và Địch Lệ Nhiệt 3 khả năng cao sẽ chiếu vào cuối tháng 8. Có khả năng cao sẽ cạnh tranh trực tiếp với bộ ngọc cốt sao của Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.